Thưa quý vị khán giả, cũng trong khuôn khổ lễ hội thanh niên năm 2024, bên cạnh các hoạt động tạo ra sân chơi hấp dẫn, thú vị, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai còn tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Qua các hoạt động tổ chức đoàn hội, mong muốn có thêm nhiều hơn những dự án khởi nghiệp thành công của thanh niên, góp phần xây dựng nền kinh tế của Đồng Nai ngày một phát triển. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Năm nay, cuộc thi Thanh niên Nông thôn Sáng tạo Khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai tiếp tục được tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức. Sau gần một tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 16 ý tưởng dự án khởi nghiệp. Theo đó, đã chọn ra 5 dự án ý tưởng xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi. Các ý tưởng dự án tham gia cuộc thi năm nay xoay quanh phát triển nông nghiệp, chế biến, phát huy tài nguyên bản địa, phát triển du lịch cộng đồng, bảo vệ môi trường, phát triển làng nghề truyền thống. Tham gia dự án và khởi nghiệp mới mô hình phát triển kinh tế bằng sản xuất mụn sơ dừa theo hướng nông nghiệp hữu cơ sạch organic. Dự án của em là thành lập từ năm 2022. Ban đầu là chúng em là thấy vỏ dừa ở tại địa phương bỏ dọc các ven đường rất là lãng phí, nên từ đó chúng em tìm tòi về các trang thiết bị máy móc, các sản phẩm sản xuất làm ra sơ dừa và tìm hiểu về các sản phẩm từ sơ dừa phục vụ cho trồng trọt và chăn nuôi công nghiệp. Vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho huyện Xuân Lộc của em là nó có chùa Gia Lào, núi Gia Lào, hồ núi Lê, hồ Dao Măng, hồ sông Nguôi. Thì em muốn tạo ra một cái sân chơi mới cho mọi người đến để trải nghiệm những cái gần gũi nhất với thiên nhiên của em đang có, như là tổ chức các cái tiệc ngoài trời cho các hội nhóm, tổ chức liên hoan sinh nhật và gia đình đưa con cái đi chèo súp, ngắm bình minh hoặc là hoàng hôn, uống cà phê buổi sáng để nhìn mặt trời hoặc là chiêu chiêu trên hồ nước để ngắm hoàng hôn. Bên cạnh tổ chức cuộc thi thanh niên nông thôn sáng tạo khởi nghiệp tỉnh, năm nay đoàn viên thanh niên mong muốn khởi nghiệp lập nghiệp còn được lắng nghe các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chia sẻ, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, kiến thức về quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, marketing, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng, thời cơ thách thức khó khăn thuận lợi trong quá trình khởi nghiệp lập nghiệp hiện nay. Thật ra khởi nghiệp không hề có một cái quy tắc, không hề có một cái điều lệ nào cả, mà nó là phù hợp với tất cả mọi người. Có thể là bạn phù hợp với việc là đi từ hàn lâm, từ lý thuyết trong trường học, nhưng mà có những khác thì họ không được học hành nhiều, họ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, họ khởi nghiệp từ với cái kiến thức rất là hạn chế, và khởi nghiệp từ học hỏi lại những người khác. Do vậy là khởi nghiệp không có giới hạn, không có điều lệ, không quy tắc nào riêng cả, miễn là bạn cảm thấy phù hợp với khả năng của mình và team của mình để cùng nhau phát triển mỗi dự án nào đó bạn mong muốn. Với 7 cái bước mà Tân chia sẻ, nó sẽ giúp cho các bạn cụ thể hóa được cái hoạt động hỗ trợ cho các bạn sinh, các bạn thanh niên ở địa phương khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh một cách thành công. Và Tân cũng giới thiệu 15 cái bước khởi nghiệp dẫn đến câu chuyện thịnh vượng cho các bạn. Từng những cái bước đó thì các bạn có thể dễ dàng mang cái dự án của mình ra thị trường một cách thành công cho bạn nhất. Đồng Nai là địa phương có tỷ lệ thanh niên tham gia phát triển kinh tế và có phong trào thanh niên khởi nghiệp sôi nổi, nhất là ở khu vực nông thôn. Nhiều năm qua, phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp gắn với phong trào tuổi trẻ Đồng Nai chung tay xây dựng nông thôn mới đã góp phần cổ vũ định hướng và hỗ trợ thanh niên vươn lên trong học tập lao động, lập thân lập nghiệp. Qua đó cũng phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền và thực hiện thắng lợi đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng giàu đẹp.